Bitcoin rơi xuống mức 800 triệu, dân đầu cơ chao đảo tẩu thoát. Sau đợt leo lên mức 38.000 USD lúc đầu giờ sáng hôm qua, cho tới đầu giờ sáng ngày 24 tháng 5, giá Bitcoin lại tiếp tục rơi xuống ngưỡng 34.000 USD, giao dịch tiền mã hóa bao phủ ngập một màu đỏ. Lúc 7 giờ sáng hôm nay theo giờ Việt Nam, dữ liệu cho thấy giá đồng tiền mã hóa lớn nhất thế giới được giao dịch ở mức giá hơn 34.000 USD, tụt xuống hơn 7% so với ngày hôm qua. Trong 24 tiếng trôi đi, giá Bitcoin không ngừng biến chuyển, tại khoảng thời gian cao nhất đạt mức hơn 38.000 USD. Tuy nhiên, có thời điểm lại giảm mạnh, mức giá thấp nhất là hơn 31.000 USD. Theo dữ liệu từ một trang thống kê, khối lượng giao dịch của đồng tiền này trong khoảng 24 tiếng qua gần 80 tỷ USD. Vốn hóa thuộc thị trường đồng tiền xuất hiện năm 2009 đang ở mức hơn 668 tỷ USD. Diễn biến gần đây, thị trường tiền mã hóa gặp sóng gió dữ dội ở đầu tuần trước. Tối ngày 19 tháng 5, giá Bitcoin có khi giảm xuống 29.000 USD. Đây là giá bán thấp nhất từ Bitcoin cập nhật từ đầu năm nay. Chỉ thời gian gần đây, đất nước đông dân nhất thế giới cho biết rằng giao dịch đầu cơ tiền số đang quay lại, gây nguy hại an toàn tài sản của con người và kèm theo phá hủy trình tự kinh tế quốc gia sao vàng. Bên cạnh đó, xứ sở cờ hoa cũng đang có động thái siết chặt quản lý tới tiền mã hóa. Cụ thể hơn, ngày 20 tháng 5, quan chức Mỹ cho hay bất kể giao dịch chuyển tiền mã hóa nào có giá trị từ vượt 10.000 USD bắt buộc phải thông báo tới sở thuế vụ Mỹ. Bộ Tài chính Mỹ xác nhận tiền số có nguy cơ trở thành cách thức trốn thuế và phục vụ các mục đích phạm pháp khác. Cục Dự trữ Liên bang Mỹ cảnh báo về tất cả rủi ro tiềm ẩn đồng tiền mã hóa gây hại cho hệ thống tài chính và đề xuất nhiều chỉ định chặt chẽ hơn với loại tiền này. Song song, loạt hành động từ chính quyền hai đất nước có nền kinh tế đứng đầu trái đất để gây thiệt hại tới Bitcoin hiện đang lao đao sau loạt hành động từ tỷ phú Elon Musk, CEO của Tesla, tuyên bố dừng việc mua xe bằng đồng tiền vốn hóa lớn nhất thế giới với lý do lo ngại về ảnh hưởng tới môi trường từ việc khai thác tiền mã hóa. Sau đó, CEO Tesla còn phát biểu trên mạng xã hội về vấn đề có thể sẽ bán hết số lượng Bitcoin trị giá 1,5 tỷ USD để mua trước đó. Thực tế, sự móc nối vô hình từ nhiều yếu tố đã khiến thị trường tiền mã hóa hiện đang chao đảo nay lại thêm rộn ràng. Giá Bitcoin với những đồng tiền kỹ thuật số khác tiếp nối nhau tăng giảm khó đoán trong những ngày qua. Tới sáng hôm nay, trong lúc giá Bitcoin tiếp tục lao thì nhiều loại tiền kỹ thuật số chủ chốt khác cũng tròn mắt với đà giảm sau. Theo dòng thời gian, đồng tiền mã hóa đứng thứ hai là Ethereum, giảm gần đỉnh 5% ở mức giá hơn 2.000 USD. Bitcoin Cash giảm mạnh gần 12% về mức giá hơn 500 USD. Cardano giảm bắt đáy gần 10% ở mức giá 1,33 USD. Litecoin giảm sâu hơn 15% ở mức giá 146 USD. Dogecoin rơi tự do hơn 9% về mức giá 0,314 USD. Cuối cùng, tổng giá trị vốn hóa thị trường tiền số từ đầu giờ sáng ngày 24 tháng 5 chỉ đạt vỏn vẹn 1.450 tỷ USD, giảm hơn 7% so với ngày hôm qua. Bài viết không khuyến khích bạn tham gia bất kỳ hoạt động mua bán đồng tiền số nào bất hợp pháp. Bản tin tiền mã hóa đến đây là kết thúc. Cảm ơn và chúc một ngày may mắn.